Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê chơi BCB trên mọi miền Quốc các bác nhé. Đấy. Hôm nay em rất vui khi tiếp tục được lên và giới thiệu cho các bác một số cái mẫu bơm tay cao áp, giá thì từ loại rẻ cho đến loại đắt nhé. Đặc biệt là hôm nay bên em có ưu đãi chương trình khuyến mại cực kỳ là hot khi các bác mua bơm nhé. Tất cả các bác mua bơm sẽ được khuyến mại tặng một cái laser đầu đạn như này, trị giá 200.000. Các bác không nghe nhầm đâu nhé. Trong các bác mua bơm trong cái video này của em ngày hôm nay sẽ được khuyến mại một cái laser đầu đạn như này, trị giá 200.000. Đây các bác nhìn này, laser đầu đạn, cái này là hàng mới các bác nhé. Đấy, hàng mới xịn sò con bò luôn, không còn thôi. Đây, cái này là hàng mới, laser mới bên em tặng cho các bác để ưu đãi khuyến mại cho các bác, tri ân khách hàng nhé. Suốt một thời gian dài vừa qua luôn luôn đồng hành ủng hộ cùng shop đấy. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết về bốn cái mẫu bơm này và báo giá công khai cho em để em cân đối tài chính lựa chọn cho mình một cái mẫu bơm phù hợp nhé. Trước khi giới thiệu về bơm ấy thì em giới thiệu qua cho bác một cái thân bơm này. Ví dụ nhiều bác mình có bơm rồi nhưng nó bị hỏng cái thân bơm nhé. Hỏng thân bơm thì các bác mua một cái thân bơm như này, em sẽ tặng cho bác một túi lăng xin như này nhé, là 450.000, bao ship tận nhà cho em. Em nào không lấy túi lăng xin thì em bớt cho các bác một cái tờ teo nhé. Cái combo như này 450, các bác chỉ cần bỏ ra 450 thôi là mình đã có bơm mới rồi, đúng không? Đấy. Cái thân bơm này thì em chuẩn bị rất là nhiều, các bác cứ yên tâm là lúc nào cũng có hàng nhé. Còn cái laser để tặng này thì hôm nay em cũng nhập về số lượng lớn laser để tặng cho bác, khoảng tầm 200 cái laser em đang để ngoài kia để tặng các bác thôi. Đây em để mấy cái vào đây gọi là tượng trưng thôi các bác nhé. Đấy. Đây, bây giờ thì không phải để các bác và anh em chờ đợi lâu, em sẽ giới thiệu cho bác về cái mẫu bơm cao cấp nhất bên em đang bán ra nhé. Đây, cao cấp nhất bên em đang bán ra, các bác quan sát nhé. Đấy, cái con bơm này là bơm hiệu con rồng các bác nhé. Đấy, bơm hiệu con rồng này, bơm Dragon hiệu con rồng. Con này thì hàng của Nhật các bác nhé, hàng của Nhật đây. Maden in Japan này, các bác nhìn này, đồng hồ sẽ là đồng hồ dầu xịn sò. Ban đêm các bác nhìn đồng hồ này sẽ có dạng quang nhé. Đấy, chân con này chân gấp các bác này. Đấy, đồng hồ to, lọc ẩm to đây các bác nhé, đồng hồ to, lọc ẩm to. Hiện tại con bơm này thì ở trong này, trong thân bơm các bác nhé, trong thân bơm này nó đã có sẵn nước làm mát rồi. Thân bơm này là inox 3 lớp, thân bơm này có nước làm mát ở trong bơm, bao cho anh em bơm, nó tỏa nhiệt cực kỳ là nhanh, chống nóng nhé. Đấy, mẫu này bao cho anh em bơm nhanh, bơm nhẹ, mức áp tối đa bơm 400 cân các bác nhé. Đấy, mẫu bơm con rồng hàng của Nhật này hiện tại bên em đang bán giá công khai 1.300.000 bao ship, tặng cho anh em một cái laser như này nhé. Đấy, tặng cho anh em một cái laser đầu đạn như này, ok chưa? Đây là phần quà của anh em nhé. Đấy, bác nào muốn mua bơm tặng laser thì nhanh tay gọi điện đến hai đầu số của shop để đặt hàng các bác nhé. Đấy, vì cái số lượng laser này em chuẩn bị đều đâu đấy khoảng 200 cái để dành tặng các bác. Phụ kiện anh em mua bơm nó đi kèm bao gồm một túi trong sim này, một cà nê ra đăng, một nọ dầu bôi trơn, một túi bông ngọc các bác nhé. Đấy, ngoài ra tặng cho anh em một cái laser nhé. Anh em nào muốn mua con bơm thì tặng laser, các bác bảo em ơi bán cho anh một con bơm phiên bản con rồng, tặng cho anh một cái laser đầu đạn. Đấy, cái laser đầu đạn màu đỏ này giá thị trường em đang bán là 260.000 nhé các bác nhé, giá thị trường 260. Đấy, tiếp theo lên cho các bác con bơm này cũng là xịn sò không kém nhé. Con bơm này là con bơm VIP hiệu sư tử các bác nhé. Đây, bơm VIP hiệu sư tử, thân bơm này bằng carbon, ở dưới có lọc ẩm than hoạt tính, ở trên có đầu lọc ẩm cực kỳ là to nhé. Đây các bác nhìn logo VIP hiệu hai con sư tử chân gấp. Đấy, các bác nhìn hoành tráng chưa. Đồng hồ sẽ là đồng hồ dầu nhé. Mẫu này bao cho các bác bơm tối đa 300 cân, 350 cân các bác nhé. Đấy, 350 cân. Con bơm này thì cũng chân gấp van xả đây. Con này bảo hành cho các bác 12 tháng nhé. Con này bơm VIP hiệu sư tử, hàng này cũng của Nhật, bảo hành cho em 12 tháng nhé. Các bác mua cũng sẽ được tặng theo khuyến mại một cái laser nhé. Con bơm nào được tặng laser em sẽ giới thiệu và báo cho bác luôn nhé. Đây, con bơm VIP này cũng được tặng laser, giá 1.2 triệu. Con bơm đầu rồng này giá 1.3 triệu, cũng bao ship tặng một laser đây. Đấy, con này tặng một laser đây các bác nhé. Đấy, con bơm nào được tặng laser em sẽ để laser ở bên cạnh luôn cho bác mình dễ hình dung nhé. Tiếp theo lên cho bác con bơm thứ 3. Lên cho bác con bơm thứ 3, con này cũng trong tầm giá quá nhé, trong tầm giá. Đây, con bơm thứ 3, đây các bác nhìn này, con bơm này là bơm hiệu Honda nhé, bơm hiệu Honda. Đồng hồ dầu 50 mb, lọc ẩm to, đồng hồ to. Con này có sẵn nước làm mát trong bơm các bác nhé. Đấy, con này thì giá 900.000 thôi. Con này trong tầm giá anh em lấy rất chi là nhiều các bác nhé. Đấy, chân gấp, đây các bác nhìn này, chân gấp, đồng hồ dầu 50 mb, chân gấp. Cái mẫu này bao cho các bác bơm nhanh, bơm nhẹ, cũng chống nóng nhé. Nó có nước làm mát và sẽ chống nóng.
con này thì nó làm mát tuần hoàn không khí, con này thì làm mát bằng nước, con này cũng làm mát bằng nước các bác nhé. Đấy, con bơm Honda này thì giá 900.000, các bác mua trong video ngày hôm nay sẽ được khuyến mại tặng theo một cái laser đầu đạn trị giá 260.000 các bác nhé. Đấy, các bác thấy bên em chơi lớn nhé. Đây, còn bác nào muốn rẻ hơn thì hôm nay các bác lấy con này cho em. Con này bơm FB con báo, đồng hồ to, lọc ẩm to, chân gấp. Con này thì hôm nay em bán cho bác giá 750 bao ship nhé, 750 bao ship. Con này thì bán khuyến mại giá rẻ rồi, sẽ không tặng cái gì nữa các bác nhé. Đấy, con này giá thị trường số khác đang bán khoảng độ tầm 800 đến 850, hôm nay em bán cho bác 750 bao ship hiệu FB con báo nhé. Đấy, con này đồng hồ to, lọc ẩm to, 750 các bác nhé. Đấy, còn con bơm FB con báo này thì em dùng khá là nhiều rồi. Nếu anh em nào mà muốn mình không thích dùng những cái dòng con báo nữa thì các bác có thể đổi sang cái dòng bơm Honda này, các bác nhìn này, khác bọt hoàn toàn nhé. Con này lọc ẩm to nhưng nó màu đen, các bác so sánh cho tinh con này, lọc ẩm vẫn quá bé đúng không, quá bé các bác, đấy bé bằng một nửa tinh con lọc ẩm này thôi. Con bơm FB con báo này thì anh em dùng rất chi là nhiều, nó có ưu điểm là giá nó rẻ nhưng mà chất lượng thì nó không được bền bỉ theo thời gian các bác. Đấy, nếu muốn bền thì các bác có thể lấy con bơm Honda 900, con bơm VIP hiệu sư tử 1.2 triệu, con bơm dòng Dragon 1.3 triệu. Đây, các bác nào mua con bơm Honda cũng sẽ được tặng theo một cái laser đầu đạn như này các bác nhé. Đấy, các bác mua 3 cái mẫu bơm đầu tiên sẽ được tặng theo cái laser đầu đạn trị giá 200.000. đây, phần quà dành cho các bác đây nhé, laser em chuẩn bị rất chi là nhiều. Đấy, laser này là laser mới hoàn toàn các bác nhé, chứ không phải laser cũ, laser hỏng đâu. Cái này là em chuẩn bị được 200 cái laser để tặng cho 200 khách hàng may mắn đầu tiên các bác nhé. Đấy, nói chung là 200 cái thì chắc phải bán cho các bác trong khoảng tầm một tuần cho đến nửa tháng là hết cái phần quà tặng các bác nhé. Đấy, quà tặng trị giá 200.000 laser, gọi là tấm lòng của bên em gửi gắm đến tri ân khách hàng các bác nhé. Đấy, thì các bác lưu ý nhé, bây giờ các bác muốn mua con bơm đầu dòng này giá 1.3 triệu, các bác gọi em ơi, gọi đến hai đầu số này, em ơi bán cho một con bơm phiên bản dòng giá 1.3 triệu nhé. Con bơm VIP hiệu sư tử 1.2 triệu này em biết các bác muốn lấy con bơm này. Con bơm Honda 900, con bơm FB con báo đồng hồ to là ẩm to này 750. Đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Hai cái mẫu này bảo hành cho anh em 12 tháng nhé, thời gian bảo hành cực kỳ dài nên các bác cứ yên tâm, chất lượng đỉnh của chóp nhé. Các bác dùng đảm bảo cho bác bền bỉ theo thời gian, các bác bơm lên cực kỳ là nhanh và nhẹ luôn. Các bác dùng những cái dòng cao cấp thì em khẳng định các bác sẽ không muốn dùng sang những con bơm khác các bác. Đấy, thì một cái video rất chi là ngắn thôi, em giới thiệu qua về 4 cái mẫu bơm cao áp đến đây. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video của em nhé. Chúc các bác mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Cảm ơn các bác.